Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Tô Tranh của mình. Và hôm nay các bạn cùng mình tô bức tranh cô gái và cô đôi canh thiên thần này nhé. Chị Linh, nhà chị Linh ở đâu? Ô, Yên Khê à? Yên Khê là ở Yên Thường á? Ô, thế gần em à? Gần à? Cửa em Dương Hà chỉ cần qua Yên Viên một tí thôi là qua Yên Thường. Thế cũng ở gần rồi đấy, một hôm nhé. Khi nào mày đến Macau
Hôm qua em về với chị xong em gặp một cái tai nạn. Tai nạn xe kiểu hai xe đâm nhau sao? Hai xe cách nhau xa lắm ấy. Nhưng mà nó đúng chặn một bên đường. Lúc đấy em bị tắc chắn thế gì em đi đến gần em mới thấy. Và vừa rồi mình đã hoàn thành xong bức tranh công chúa này. Cảm ơn mọi người đã xem clip của mình và hẹn gặp mọi người vào những clip sau.